Ngày hôm qua lại về trong nỗi nhớ, mong ước mình trở lại mái trường xưa. Kỷ niệm xưa vẫn còn trong mãi mãi, biết tìm đâu những ngày ấy trôi qua. Thời gian ơi xin đừng trôi hoài nữa, cho em về với kỷ niệm thân thương. Thời gian trôi thật nhanh kể từ ngày chúng ta tạm rời xa mái trường trung học phổ thông Hiền Đa. Trong suốt thời gian dù ở đâu, làm gì đi chăng nữa, có một điều không bao giờ thay đổi là tình cảm đối với mái trường xưa, đối với thầy cô và bạn bè vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Các bạn còn nhớ không? Ngày ấy, gia đình chúng mình còn nghèo lắm. Với những chiếc xe đạp cũ, phanh xe mỗi lần xuống dốc là đôi dép cao su lại đạp vào lốp trước. Nhiều bạn còn đi bộ để đến trường. Con đường đi rất lầy lội mỗi khi mùa mưa đến, đường trơn như đổ mỡ. Rồi đến ngày mùa thì rơm rạ lại phủ kín đường. Có những hôm nhiều bạn đã đến trường muộn vì bị lũ trẻ nghịch ngợm ven đường đã ném rơm vào líp xe, không làm sao đi được nữa. Rồi những giờ học nghịch ngợm, những trò nhất quỷ nhì ma bị ghi sổ đầu bài, nhiều trò lắm. Nhưng mình nhớ trong giờ văn của cô Sửu, các bạn đã ghi chữ dán giấy sau lưng cô. Mỗi lần cô viết bảng, nhìn thấy dòng chữ ở sau lưng cô thì cả lớp lại cười ô lên. Khi cô quay xuống lớp thì cả lớp lại im bặt, khiến cô rất bực mình mà không hiểu lý do tại vì sao. Trong giờ của thầy Bình nữa, vì đói mà giờ ra chơi, các bạn đã lẻn ra cổng trường mua đồ ăn vặt. Khi trống vào lớp đã vội vàng đúc trong bụng, âm thanh tiếng nổ rất to trong lớp là có bạn đã đấm vào cái bụng đồ ăn vặt ấy. Nhớ mãi hình ảnh thầy hiệu trưởng Thạ Quang với cái lưng còng và trên tay luôn cặp một điếu thuốc. Mỗi khi thầy bước vào lớp trong giờ toán, nét chữ như rồng bay trên bảng đen. Chúng mình đứa nào cũng mồm há hốc lên để nhìn. Rồi thầy dùng phấn vạch một cái, hình tròn, hình tam giác hiện ra như ảo thuật. Thầy đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Còn nữa, những lần đi lao động, mình nhớ lắm cái cây cầu huyền thoại bắc từ bên trường sang sân thể dục. Cây cầu làm bằng gỗ, thô sơ, dưới sàn thì có nhiều lỗ thủng. Những hôm đi lao động gánh gạch nặng qua, cây cầu bung biêng, lắc lư, nghiêng ngả. Ôi cái cảm giác run sợ vẫn còn hằn sâu trong ký ức của mỗi chúng ta. Lần đi lao động trồng cây tại dốc năm ở Đồng Lương nữa. Đi từ lúc gà gáy lục đục, đứa thì nắm cơm, đứa thì mo sắn, củ khoai. Cái bánh đủng điểng treo ghi đông xe, bon bon đến nơi lao động, xa xôi, vất vả nhưng vui. Mình nghĩ kỷ niệm đó chắc chắn không bạn nào có thể quên. Rồi một buổi cuối tháng năm, chúng ta liên hoan chia tay nhau trong vội vã. Những bức hình chụp vội, những trang lưu bút đầy lưu luyến và cả những ánh mắt buồn bã. Chúng ta hối hả bước vào nhịp sống mới của xã hội. Có những bạn vẫn tiếp tục chọn con đường học hành trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Có nhiều bạn đã tòng quân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với tổ quốc thân yêu. Còn nhiều bạn vẫn sắt son, thủy chung gắn bó với mảnh đất quê hương yêu dấu, lập cầu nối cho tất cả mọi người mỗi khi trở về tụ họp. Trong 30 năm qua, mỗi chúng ta, ai ai cũng nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình. Chúng ta đã trở thành những ông bố mẫu mực, những người mẹ cần mẫn, chu đáo, chung tay vun vén gia đình. Trong công việc xã hội cũng vậy, chúng ta có mặt đầy đủ trên mọi ngành nghề, khắp mọi miền tổ quốc. Chúng mình đã cùng nhau dệt nên một bức tranh hạnh phúc rực rỡ muôn màu. Hôm nay về với mái trường xưa, chúng em xin dành tất cả trái tim của mình, những nhịp đập còn bồi hồi, còn thổn thức và còn luyến lưu, chứa đựng bao tình cảm chưa thốt ra thành lời ấy, dành tặng cho thầy cô. 30 năm rồi chúng em rời xa mái trường nơi đây, và hôm nay chúng em trở về với miền ký ức đẹp nhất, trong sáng nhất của thời học sinh, và tự hào hơn là học sinh của trường trung học phổ thông Hiền Đa. Thầy cô giáo cũ đã nghỉ hưu, bạn bè đồng niên mỗi đứa mỗi phương, kẻ Bắc người Nam, đã có những người thầy kính yêu và cũng có những người bạn đã vinh viễn về với thế giới của người hiền. Than ôi thương thầy nhớ bạn biết bao nhiêu. Thế nhưng
những kỷ niệm xưa vẫn đong đầy, như thôi thúc chúng ta, những cánh chim bay không mỏi, tìm về với tổ ấm, tìm về với một thời hoa nắng hồn nhiên, vô tư mà xuất đối yêu thương. Trở lại sân trường năm ấy, gặp lại tiếng ve sơ xác tuổi học trò. 30 năm đã xanh màu kỷ niệm, những nụ cười, những ánh mắt âu lo. 30 năm tóc mình thêm sợi bạc, 30 năm thương nhớ vẫn đong đầy. Hình bóng ấy tưởng vùi quên mãi mãi, lại trở về trong khóe mắt cay cay. Người xưa cũ nhưng tình đâu đã cũ, vẫn vẹn nguyên những da xiết bồi hồi. Nếu có thể thêm một lần yêu nữa, dù xa ngàn lần, em vẫn gọi thầy ơi. Khi mà tổ chức chương trình thì chúng tôi là cũng gặp rất nhiều cái điều kiện thuận lợi. Thứ nhất là được các bạn trong khoa học rất ủng hộ. Các bạn và các mạnh thường quân của lớp đã rất tích cực ủng hộ để tổ chức cái chương trình gặp mặt kỷ niệm. Và đặc biệt là chúng tôi được sự quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ của ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Nghề Đa. Các đồng chí trong lãnh đạo của ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi về cơ sở vật chất và tạo điều kiện để chúng tôi tổ chức cái chương trình đạt kết quả tốt nhất. Thay mặt cho ban liên lạc khoa học cũng xin được trân trọng cảm ơn ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Nghề Đa, xin được trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân của lớp và tất cả các bạn đã đồng lòng ủng hộ để chương trình đạt kết quả tốt. Trong quá trình ban liên lạc đã họp để lên ý tưởng cho buổi gặp mặt 30 năm thì ban liên lạc đã lên kế hoạch để làm một cái phóng sự cho cả lớp. Trong quá trình là làm phóng sự thì lúc đầu mình rất là nản, bởi vì là mình nghĩ không biết là tìm đâu được nguồn tư liệu ảnh cũ bây giờ. Sau đó thì các bạn đã cùng nhau lục tìm, mỗi người thì tìm được một cái, người thì tìm được hai cái. Trong 18 cái ảnh cũ thì mình đã có 7 bức. Ôi, mình vô cùng hạnh phúc khi tìm thấy bức ảnh còn quý hơn cả tiền bạc các bạn ạ. Thế còn về cái ảnh mới thì nhiều bạn là rất hào hứng để gửi ảnh cho mình, nhưng nhiều bạn thì lại rụt rè e ngại, và công cuộc bắt đầu mình đi tìm các ảnh của các bạn trên mạng xã hội là một điều mà mình rất là thích thú. Các bạn có biết không, sau khi 30 năm gặp lại, tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy các bạn với diện mạo hiện nay và công việc cuộc sống hiện nay như thế nào, nên đó là việc mà mình muốn tìm kiếm và làm thành công phóng sự. Đối với cá nhân tôi cũng như tập thể lớp niên khóa 12 1991-1994, sau 30 năm trở lại mái trường cũ để kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, thì chúng tôi rất nhiều cái kỷ niệm của thời học trò ùa về. Một trong những kỷ niệm nhớ nhất đối trong đời học sinh của chúng tôi, đó là cũng như cá nhân tôi, đó là về cái sự nghịch ngợm của lứa tuổi học trò để làm cho thầy cô phiền lòng. Cụ thể tôi vẫn luôn luôn nhớ về cái kỷ niệm vào một cái buổi chiều học ôn môn lý năm lớp 12 của thầy giáo Hồng lên lớp. Vào buổi chiều hôm đấy, trong cái tiết giảng thì chuẩn bị kết thúc 45 phút giảng của thầy, thì học sinh chúng tôi ở dưới đều thì thầm nói nhỏ mấy năm: thầy ơi, sắp hết giờ rồi. Thầy nghe thấy sự việc như vậy, tuy nhiên thầy vẫn cứ tiếp tục giảng bài truyền đạt rất là nhiệt tình cho chúng tôi. Sau khi giờ nghỉ giải lao xong, thầy vào, thầy có chép tặng cho lớp chúng tôi một bài thơ về kỷ niệm. Nội dung đến đây cụ thể thì tôi cũng nhớ được, tuy nhiên nhìn hàng dọc hai chữ đầu và hàng dọc của bài thơ thì có một lời nhắn gửi của thầy
cụ thể là lớp 10 hay ai chán lắm các em ơi, đôi lời nhắn nhủ sửa đi thôi. Khi đọc được câu thơ như vậy thì lớp chúng tôi không ai bảo ai. Và từ buổi hôm sau đi thì tất cả ý thức học tập của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Và chúng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn cái lời nhắn gửi của thầy đã làm cho chúng tôi có những cái nhận thức, cái điều chỉnh thay đổi và quyết định tốt đến cái tương lai của chúng tôi sau này. Kỷ niệm thứ hai tôi nhớ, có lẽ là cá nhân tôi và các bạn cũng rất nhớ về cái phương pháp truyền đạt của các thầy cô rất là nhiệt huyết cho chúng tôi bằng mọi cách để tạo cho chúng tôi những cái phương pháp học bài dễ nhớ nhất và nhớ lâu nhất. Ví dụ như cô giáo Hồng dạy môn toán khi vào lớp 10 truyền đạt cho chúng tôi một cái kiến thức đầu tiên về lượng giác mà đến bây giờ không bao giờ tôi quên, đó là cách nhớ về hàm lượng giác. Cụ thể như là xin đi học, cốt không hư, tang đoàn kết và cô tang kết đoàn. Tương tự như vậy với thầy Tiến dạy hóa thì thầy đã giúp cho chúng tôi một cái cách nhớ nhất về cái hóa trị. Cụ thể như là E2, Bu4, Bro3, Pn5, Hep6, 7 là Heptan và còn rất nhiều các cái phương pháp của các thầy cô mà đến nay chúng tôi không thể quên được. Có lẽ với cái buổi 30 năm về gặp mặt và được gặp các thầy cô, không biết nói gì hơn, cá nhân tôi cũng như tập thể lớp kính mong các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, mãi là kim chỉ nam cho thế hệ các học trò noi theo. Và chúc các bạn tập thể niên khóa 91-94 luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.